Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Lý do hai nước châu Phi thông báo các quan hệ ngoại giao với Ukraine. Ngày 6 tháng 8, ông Amadou Abramen, người phát ngôn chính quyền quân sự Niger, tuyên bố Niger cắt quan hệ ngoại giao với Ukraine với hiệu lực tức thì, hai ngày sau khi quốc gia láng giềng Mali ra quyết định tương tự, theo tờ The Kyiv Independent. Ông Abramen cáo buộc Ukraine ủng hộ các tổ chức khủng bố, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết về hành vi gây hấn của Ukraine, theo hãng tin AFP. Ông Abramen cũng nói rằng Niger đã quyết định hành động để đoàn kết với chính phủ và nhân dân Mali. Trước đó, chính phủ chuyển tiếp của Mali hôm 4 tháng 8 thông báo các quan hệ ngoại giao với Ukraine ngay lập tức, liên quan bình luận của người phát ngôn cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR về cuộc giao tranh ở miền Bắc Mali hồi tháng 7. Người phát ngôn GUR Andriy Yusov không xác nhận có sự liên quan của Kyiv tới cuộc giao tranh. Tuy nhiên, trong các bình luận được công bố trên trang web của đài truyền hình công cộng Suspin vào ngày 29 tháng 7, ông Yusov cho hay các lực lượng nổi dậy Mali đã nhận được thông tin cần thiết để tiến hành cuộc tấn công, theo hãng tin Reuters. Chính phủ chuyển tiếp Mali nói rằng họ thấy rất sốc trước bài phát biểu của ông Yusov, chỉ ra rằng ông Yusov đã thừa nhận sự tham gia của Ukraine vào một cuộc tấn công hèn nhát, phản bội và mang rợ của các nhóm khủng bố có vũ trang dẫn đến cái chết của các thành viên lực lượng phòng vệ và an ninh Mali. Đáp lại, ngày 5 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ukraine gọi quyết định cắt quan hệ ngoại giao của Mali là vội vàng và đáng tiếc, theo tờ The Kyiv Independent. Niger và Mali đưa ra quyết định trên trong bối cảnh Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba đang có chuyến công du ngoại giao đến một số quốc gia châu Phi. Ông Kuleba đã đến Malawi vào ngày 5 tháng 8 và sẽ đi tiếp đến Zambia và Mauritius. Cả Niger và Mali đều do chính quyền quân sự nắm quyền sau các cuộc đảo chính gần đây. Bộ Ngoại giao Nga bình luận về hỗ trợ của NATO với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận về cam kết của NATO trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine gia nhập liên minh. Ngày 12 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận về cam kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine gia nhập liên minh này, hãng thông tấn TASS đưa tin. Cam kết trên được công bố trong tuyên bố chung thượng đỉnh NATO diễn ra tại Washington DC, Mỹ ngày 10 tháng 7 vừa qua. Chính quyền ở Kyiv cuối cùng đã được hứa hẹn về một con đường không thể đảo ngược để tiến tới liên minh tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Thành thật mà nói, tôi không biết con đường không thể đảo ngược này dẫn đến việc gia nhập liên minh sẽ trông như thế nào, nhưng tôi đoán rằng đó là con đường dẫn tới vực thẳm, bà Zakharova nói. NATO và Ukraine chưa lên tiếng về phát ngôn của bà Zakharova. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Mỹ điện đàm ngay sau thượng đỉnh NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã có cuộc điện đàm trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow với phương Tây leo thang sau thượng đỉnh NATO. Ngày 12 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Andrei Belousov lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Và chỉ một ngày sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tờ The Hill đưa tin. Trong tuyên bố ngắn gọn sau cuộc điện đàm, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói rằng ông Austin đã nhấn mạnh với ông Belousov về tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Moscow chưa lên tiếng về thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga-Mỹ điện đàm. Theo The Hill, cuộc điện đàm lần này diễn ra chưa đầy một tháng sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Austin và ông Belousov hôm 25 tháng 6. Cuộc gọi diễn ra sau khi thượng đỉnh NATO ở Mỹ ra tuyên bố chung với phần lớn nội dung chỉ trích Nga liên quan cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời tái khẳng định quyết tâm viện trợ quân sự và tài chính cho Kyiv cũng như hướng tới tư cách thành viên NATO cho Ukraine. Một số nước NATO cũng thể hiện sự ủng hộ với nỗ lực của Ukraine nhằm sử dụng vũ khí phương Tây tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Ngoài ra, Mỹ và Đức ngày 11 tháng 7 cho biết sẽ chuyển thêm nhiều vũ khí chiến lược của Washington đến châu Âu bắt đầu từ năm 2026, bao gồm các loại vũ khí tầm xa. Nga kịch liệt phản đối những động thái trên của các nước NATO, nhấn mạnh rằng những hành động như vậy sẽ đẩy căng thẳng giữa Moscow và NATO leo thang nghiêm trọng. NATO một lần nữa khẳng định rất rõ ràng bản chất của mình. Đây là liên minh được thành lập trong thời đại đối đầu với mục đích tiếp tục đối đầu, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên ngày 12 tháng 7. Một diễn biến khác trong tuần này cho thấy căng thẳng giữa Nga và NATO tiếp tục tăng cao, đó là việc có báo cáo cho rằng Mỹ và Đức đã ngăn chặn một âm mưu ám sát nghi do thực hiện Nga nhằm vào giám đốc điều hành của một công ty sản xuất vũ khí Đức chuyên gửi đạn dược tới Ukraine.
Moscow bác bỏ thông tin về âm mưu ám sát, trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng các đồng minh đang tăng cường chia sẻ thông tin tình báo để ứng phó với các cuộc tấn công như vậy từ Nga. Nước NATO thứ hai công khai phản đối Ukraine gia nhập khối. Sau Hungary, một quốc gia thành viên NATO tiếp theo là Slovakia đã công khai phản đối đề xuất gia nhập khối của Ukraine. Theo đài AT, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và công khai bày tỏ sự phản đối ý tưởng này. Ông Fico, người đang hồi phục sau một vụ ám sát, đã đăng một video ngắn vào ngày 11 tháng 7 như một lời đáp lại dự thảo thông cáo chung cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Thường niên NATO, được cho là có đề cập đến con đường không thể đảo ngược của Ukraine trong việc gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo. Tôi hiểu mong muốn của Ukraine, nhưng tư cách thành viên NATO sẽ đảm bảo cho Thế chiến thứ ba, Thủ tướng Slovakia nói trong video. Ông nói thêm, mặc dù công bằng mà nói, chúng ta cũng không ở quá xa mục tiêu đó, ngay cả khi Ukraine không là thành viên, nếu nhìn cách một số nền dân chủ tiên tiến đang đổ thêm dầu vào lửa như thế nào. Ông Fico cho biết, các đại diện của Slovakia tại Washington đã được chỉ thị nhấn mạnh hai điều kiện để trở thành thành viên Ukraine. Kiev phải đáp ứng mọi điều kiện do khối đặt ra và mọi quốc gia thành viên đều phải chấp thuận. Tuy nhiên, như tôi đã nói nhiều lần, SME và các nhà lập pháp của nước này tại Quốc hội Slovakia sẽ không đồng ý với việc Ukraine trở thành thành viên NATO, Fico nói, ý chỉ đảng cầm quyền của ông. Năm ngoái, ông Fico đã vận động tranh cử với quan điểm phản đối tư cách thành viên của Ukraine trong NATO cũng như phản đối hỗ trợ thêm quân sự của Slovakia cho Kiev. Ông đã giành được chiến thắng vang dội. Vào giữa tháng 5 vừa qua, một nhà hoạt động tự do được cho là không hài lòng với chính sách mới của Bratislava đã bắn Thủ tướng Fico nhiều phát, suýt khiến ông thiệt mạng. Vị Thủ tướng đã trải qua một loạt cuộc phẫu thuật và mất nhiều tuần để hồi phục sau vụ ám sát. Ông mới trở lại làm việc vào tuần trước. Hôm 10 tháng 7, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto phát biểu với các phóng viên ở Washington rằng tư cách thành viên của Ukraine trong khối rõ ràng là không thể chấp nhận được vì nó sẽ báo trước xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Khối quân sự do Mỹ dẫn đầu dự kiến sẽ cam kết viện trợ quân sự ít nhất 40 tỷ euro, 43,3 tỷ USD cho Ukraine trong năm tới và tán thành việc nước này hội nhập đầy đủ vào châu Âu, Đại Tây Dương. Nhưng lời mời gia nhập NATO sẽ chỉ được đưa ra khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng, theo một bản dự thảo mà hãng tin Reuters thấy được. Nội dung tương tự đã được sử dụng tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra năm ngoái ở Libya. Nga, Trung Quốc phản ứng gắt tuyên bố chung Thượng đỉnh NATO. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở thủ đô Washington DC, Mỹ, ngày 10 tháng 7, lãnh đạo các nước thành viên của khối này ra tuyên bố chung đề cập nhiều vấn đề then chốt. Trong đó, cuộc xung đột Nga-Ukraine gần như là nội dung được đề cập nhiều nhất. Ngày 11 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Hội nghị Thượng đỉnh của khối ở Mỹ hôm 10 tháng 7 cho thấy phương Tây không ủng hộ đối thoại và bản thân liên minh này là một công cụ đối đầu. Theo hãng thông tấn TASS, chúng tôi thấy rằng các đối thủ của chúng tôi ở châu Âu và Mỹ không ủng hộ đối thoại. Xét theo các tài liệu được ký tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, họ không phải là những người ủng hộ hòa bình, ông Peskov nói. Thêm rằng, NATO là một công cụ để đối đầu, chứ không phải là một công cụ cung cấp an ninh. Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng tuyên bố chung của NATO sẽ đòi hỏi một phản ứng thận trọng, phối hợp và hiệu quả từ Moscow để kiềm chế khối quân sự do Mỹ đứng đầu. Ông Peskov cũng cho biết các nhà hoạch định chính sách Nga đang xem xét điều chỉnh học thuyết hạt nhân của nước này nhằm đối phó với căng thẳng gia tăng với NATO, theo đài AT. Theo ông Peskov, công việc về học thuyết hạt nhân đang được tiến hành, những cuộc thảo luận có sự tham gia của các chuyên gia thực sự đang diễn ra. Ông Peskov nói thêm rằng vũ khí hạt nhân không phải là biện pháp răn đe duy nhất mà Nga có thể sử dụng. Về phía Trung Quốc, ngày 11 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Bắc Kinh lên án và phản đối mạnh mẽ tuyên bố chung thượng đỉnh NATO, nói rằng tài liệu này làm gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và chứa đầy những nhận xét hiếu chiến mang tâm lý chiến tranh lạnh. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ông Lâm cũng lên án nội dung về Trung Quốc nêu trong tuyên bố chung chứa đầy thành kiến, bôi nhọ và khiêu khích. Về vấn đề Ukraine, ông Lâm nói rằng việc NATO khẳng định Trung Quốc phải chịu trách nhiệm có động cơ xấu và vô nghĩa, nói thêm rằng quan điểm khách quan và công bằng của Trung Quốc đối với Ukraine cũng như vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc đã được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi.
Trung Quốc kêu gọi NATO từ bỏ các khái niệm lỗi thời về tâm lý chiến tranh lạnh, đối đầu phe phái và trò chơi có tổng bằng không, sửa chữa những hiểu biết sai lầm về Trung Quốc, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, bôi xấu hình ảnh của Trung Quốc và can thiệp vào quan hệ Trung Quốc, Liên minh châu Âu-EU và không làm xáo trộn châu Á-Thái Bình Dương sau khi làm xáo trộn châu Âu, ông Lâm nhấn mạnh. Tuyên bố chung thượng đỉnh NATO nói rằng Nga vẫn là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của NATO, cũng như lên án các tuyên bố vô trách nhiệm của Nga liên quan vũ khí hạt nhân cũng như động thái Moscow triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Tuy nhiên, NATO lưu ý khối này vẫn sẵn sàng duy trì các kênh liên lạc với Moscow để giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn leo thang. Các nước NATO cũng bày tỏ quan ngại về mối quan hệ không giới hạn của Trung Quốc và Nga, tiếp tục cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ quy mô lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow. Theo NATO, Trung Quốc đã chuyển giao các vật liệu lưỡng dụng cho Nga, chẳng hạn như các thành phần vũ khí, thiết bị và nguyên liệu thô dùng trong sản xuất quân sự. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!